học sinh bị sốt phải cách ly trong ngày đầu đi học lại ở Hà Nội. 3 ngày đầu tiên đi học lại của khoảng 1,2 triệu học sinh, Hà Nội phát hiện 3 học sinh bị sốt phải tổ chức cách ly theo quy định. Chiều ngày 4 tháng 5, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Trung cho biết trong ngày hôm nay, nhìn chung các nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Hiện chưa có diễn biến phức tạp xảy ra, ngoài việc ghi nhận ba học sinh sốt cao và đã tổ chức cách ly xét nghiệm chủ tịch hà nội cho hay ông trung đề nghị các trường phải phản ứng nhanh thực hiện cách ly xét nghiệm ngay các trường hợp có dấu hiệu ho sốt để đảm bảo an toàn phòng chống dịch ngoài ra ông cũng đề nghị ngành giáo dục phải chuẩn bị đầy đủ yêu cầu trong một tuần nữa học sinh tiểu học và mẫu giáo đến trường khó thực hiện giãn cách tại trường học tại cuộc họp sở giáo dục và đào tạo cho biết Do vừa phải tổ chức học để đảm bảo chương trình, vừa phải thực hiện quy định giãn cách, nên nhiều trường gặp khó khăn vì thiếu thốn cơ sở vật chất. Đại diện nhiều quận huyện cho biết, việc học sinh ngồi học giãn cách 2 mét trong thời gian dài như quy định trong thời gian dài, thì các nhà trường gặp nhiều khó khăn vì cơ sở vật chất không đảm bảo. Thực hiện giãn cách, các trường chia mỗi lớp làm hai học khác ca, dù mỗi bàn trong lớp chỉ bố trí một học sinh ngồi chéo giữa các bàn, nhưng cũng không thể đảm bảo khoảng cách từ 1,5 đến 2 mét. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng cho biết gặp khó khăn trong việc bố trí giáo viên đứng lớp nếu thời gian thực hiện lệnh giãn cách trong học đường kéo dài. Đại diện quận Long Biên nói, về việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu 5 biện pháp như sau. Học sinh cần được thăm khám sức khỏe, đặc biệt là trường học phải đo nhiệt độ để đảm bảo các em đến trường với thân nhiệt cơ thể tốt. Trường học phải có đủ nơi rửa tay, nước khử khuẩn cho học sinh học sinh phải đeo khẩu trang, không nhất thiết là khẩu trang y tế, có thể là khẩu trang vải kháng khuẩn. Không tổ chức cho học sinh các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, hoạt động chào cờ diễn ra trong lớp học. Để đảm bảo giãn cách xã hội, yêu cầu học sinh phải đảm bảo khoảng cách ngồi là 1,5 mét. Nếu lớp học quá đông, phải tách ra làm đôi hoặc hơn nữa để giúp cho học sinh đảm bảo phòng học không quá 20 em và khoảng cách giữa các em là 1,5 mét. Chuyên gia Mỹ nói gì về tỷ lệ nhiễm virus corona thấp ở Việt Nam? Chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC mới lên tiếng nhận định về tỷ lệ nhiễm Covid-19 thấp ở Việt Nam, và nói rằng chưa có chỉ dấu đó là các con số sai. Trong một cuộc họp báo qua điện thoại mới đây, khi được hỏi về lý do con số người nhiễm thấp ở Việt Nam, liệu có phải liên quan tới chuyện xét nghiệm, chuyện truy tìm nguồn gốc gây nhiễm, chuyện ngăn chặn sớm từ tháng 1 hay vì Việt Nam từng có kinh nghiệm xử lý SARS và H1N1? cũng như liệu có lo ngại về con số như với Trung Quốc hay không. Bác sĩ Barbara Marshall, người đứng đầu nhóm công tác quốc tế về COVID-19 thuộc CDC trả lời rằng bà không nghĩ có bất kỳ ai thực sự hoàn toàn thấu hiểu lý do vì sao. Bà nói thêm có rất nhiều yếu tố khác nhau dẫn tới điều đó. Một phần có thể là vì sinh thái, nhưng rõ ràng liên quan tới chất lượng phản ứng và tôi nghĩ rằng Việt Nam đã có phản ứng rất mạnh mẽ. Trong khi đó, một đồng nghiệp của bà Marshall, bác sĩ John McArthur, Giám đốc quốc gia của CDC tại Thái Lan cho biết đã đi tìm hiểu từ nhóm an ninh y tế của CDC về con số người nhiễm thấp ở Việt Nam và được cho biết rằng Việt Nam có quyết tâm chính trị từ sớm ở cấp cao nhất và quyết tâm chính trị đó đi từ cấp trung ương xuống tới tận địa phương với cách tiếp cận toàn diện chứ không chỉ có Bộ Y tế. Họ cũng cởi mở trước ý kiến, họ cũng cởi mở trước ý kiến đóng góp từ các cố vấn kỹ thuật của CDC và tổ chức y tế thế giới WHO cũng như từ các chuyên gia từ các tổ chức khác và có cảm giác là điều đó có ích bác sĩ mark arthur nhận định nói thêm rằng việt nam phát triển các hướng dẫn phòng dịch dựa trên đề xuất của cdc và who chuyển đổi các hướng dẫn mang tính toàn cầu cho phù hợp với tình hình cụ thể của việt nam và dựa trên dữ liệu ông nói tiếp rằng vì cdc có các mối quan hệ vững mạnh với chính phủ mà trung tâm này hiện diện nên có thể tới làm việc tại các bộ y tế và qua những trao đổi tôi có với nhóm ở Việt Nam, lúc này họ chưa có chỉ số nào cho thấy đó là các con số sai. Bác sĩ Mark Arthur nói, Tính tới ngày 3 tháng 5, Việt Nam đã ghi nhận thêm ca nhiễm thứ 271 và chính phủ cho biết chưa có ca tử vong nào. Trên mạng xã hội cũng có ý kiến đặt số hỏi về con số thống kê tại Việt Nam, quốc gia láng giềng phương Bắc của Trung Quốc, nước xuất phát virus corona với gần 83.000 ca nhiễm và gần 4.700 người chết ở đại lục. Trong khi đó tại Mỹ, theo thống kê của Roster, con số nhiễm của Hoa Kỳ là gần 1,2 triệu người và gần 65.000 người chết. Bác sĩ Mark Arthur cho rằng hệ thống y tế cộng đồng ở Việt Nam rất mạnh, cộng với việc chính phủ ở cấp cao nhất có cách tiếp cận toàn diện và nghiêm túc nên đã dẫn tới các thành công ở Việt Nam trong cuộc chiến ngăn ngừa dịch corona. Về mối bang sao Việt-Mỹ, ông nói rằng hai nước năm nay kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ và y tế là một phần hết sức quan trọng của hoạt động song phương đang diễn ra. Quan hệ giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam vững mạnh, mối quan hệ về y tế cũng vững mạnh, bác sĩ Mark Archer nói. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tính tới ngày 16 tháng 4, Hoa Kỳ đã hỗ trợ y tế gần 4,5 triệu đô la để giúp cho chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt giám sát dựa trên sự kiện về tìm kiếm ca bệnh, hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật cho các công tác chuẩn bị và ứng phó, truyền thông về rủi ro, phòng tránh, kiểm soát lây nhiễm và các hoạt động khác Mới đây Mỹ cũng thông báo cung cấp thêm cho Việt Nam 5 triệu đô la nữa, đưa tổng số hỗ trợ lên 9,5 triệu đô la. Số tiền hỗ trợ nhiều triệu đô la dành cho Việt Nam nằm trong khoảng gần 508 triệu đô la mà Hoa Kỳ cam kết để giúp các nước tại khắp các châu lục đối phó với virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Cùng ngày, chính phủ Mỹ thông báo khoản tiền hôm 16 tháng 4, chính phủ Việt Nam tuyên bố hỗ trợ Hoa Kỳ 200.000 khẩu trang vải kháng khuẩn sản xuất tại Việt Nam và trao tặng 50.000 khẩu trang y tế tới văn phòng Nhà Trắng. Nhà toán học Nguyễn Lê Anh dự báo tổng ca nhiễm COVID-19 và diễn biến dịch ở Việt Nam. Nguồn lây mất kiểm soát là những người đến Bệnh viện Bạch Mai và Ba Buddha. Đó là dự báo của ông Nguyễn Lê Anh, một nhà toán học vật lý học của Việt Nam về số bệnh nhân nhiễm bệnh và hồi phục của Việt Nam theo từng ngày, có so sánh với số thực tế. Ông Lê Anh post đều đặn các dự báo trên trang Facebook cá nhân có nhiều đồng nghiệp theo dõi của mình bắt đầu từ hôm 21 tháng 3 năm 2020. Số liệu được cập nhật vào 20 giờ mỗi ngày. Số lượng thực tế được bổ sung thêm vào 8 giờ sáng ngày hôm sau. Theo dự báo trên, đỉnh dịch xuất hiện trong 7 ngày, bắt đầu từ 31 tháng 3 năm 2020 đến mùng 6 tháng 4 năm 2020, với tổng số bệnh nhân mắc lên cao nhất với 225 người. Ngay sau đó bắt đầu giảm chậm, nhưng dần đều. Trong 3 tuần tiếp theo, mỗi ngày có khoảng 10 bệnh nhân hồi phục và xuất viện trong tuần cuối cùng tháng 4 năm 2020. Mỗi ngày có 3 đến 5 bệnh nhân hồi phục, dự báo dừng lại ở ngày 30 tháng 4 năm 2020. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là 20 bệnh nhân. Ông Lê Anh dự báo nếu thế giới đều cô lập dịch bệnh như hiện tại và tình hình ở Việt Nam vẫn như hiện tại, tức là chiến lược chống dịch cộng với ý thức tuân thủ của người dân Việt Nam, thì Việt Nam sẽ hết dịch trong khoảng từ mùng 5 tháng 5 đến 15 tháng 5 năm 2020. Ông Lê Anh cho biết ông dùng kiến thức toán, vật lý và nghiên cứu rất nhiều bài viết của các chuyên gia nghiên cứu trên thế giới, nhất là về H5N1 và SARS, là những chủng loại gần với COVID-19. Cùng với đó, ông sử dụng hiểu biết về chính trị, quản lý nhà nước và văn hóa con người trong nước để hình dung chiến lược dập dịch của Việt Nam là bàn tay sắt, khống chế đến mức loại bỏ hoàn toàn nguồn lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Nói cách khác, ông dùng toán để vẽ lại bức tranh chống dịch Việt Nam như lời giải thích trên trang cá nhân. Ông Lê Anh viết, bức tranh đó cho những người đang dập dịch thấy được kết quả của sự nỗ lực của họ nếu họ làm theo đúng những nguyên tắc mà họ đang làm. Theo như bức tranh thì con số thực tế nhỏ hơn số dự báo là sự vui mừng vì nó ít hơn dự tính. Giá trị nhỏ hơn ấy rất có thể là các ca bệnh trong cộng đồng sẽ được phát hiện ra hoặc là tự khỏi. Thực tế sau khoảng 15 ngày cho thấy những con số dự báo của ông Lê Anh lệch khá ít so với con số được thông báo thực tế. Dự báo của ông Lê Anh đang thu hút sự chú ý lớn trên những nhóm chat của người Việt, cả những nhóm có nhiều bác sĩ hàng đầu Việt Nam về chống dịch. Nhiều người chia sẻ về và tỏ ý khen phục ông Lê Anh. Có nhiều người nói theo dõi các con số này khiến cho họ phấn chấn về khả năng chống dịch của Việt Nam và yên tâm chờ đợi đến ngày hoàn toàn hết dịch. Doanh nhân Đỗ Cao Bảo ủy viên hội đồng quản trị công ty FPT, cựu phó tổng giám đốc FPT gọi ông Nguyễn Lê Anh là giáo sư. Giáo sư Lê Anh là người cực thông minh, cực giỏi toán, là người thông minh nhất trong số những người Việt Nam tài giỏi mà tôi biết. Ông Bảo cũng nói giáo sư Lê Anh dự báo tổng số ca nhiễm của Việt Nam toàn mùa dịch trong khoảng 500 ca. Và chức danh giáo sư là tôi tự phong, chứ nhà nước không phong cho anh Lê Anh, và anh ấy cũng không bao giờ làm hồ sơ xét duyệt cả. Tiến sĩ Nguyễn Lê Anh, là cựu nghiên cứu sinh ngành toán Đại học Lomonosov Liên Xô cũ, năm nay 65 tuổi. Ông Lê Anh từng là giảng viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Bằng các mô hình tính toán của mình, đầu năm 2018, ông Lê Anh đã vẽ lại đường bay và tìm ra một chiếc máy bay quân sự của Liên Xô mất tích trên vùng núi Tam Đảo. Vào năm 1971, chiếc MiG-21 của Liên Xô rơi ở vùng này khi đang bay tập, cùng với một phi công người Nga và một phi công người Việt Nam. Điểm rơi được xác định chỉ trong vùng cách Hà Nội 70 km, nhưng suốt gần 50 năm vẫn chưa tìm thấy dấu vết. Đến tháng 9 năm 2018, từ các manh mối và chứng cứ do nhóm tìm kiếm của ông Lê Anh cung cấp, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã vào cuộc tìm kiếm lần nữa và tìm được đầy đủ xác máy bay cũng như di cốt của hai phi công tử nạn. Ông Lê Anh cũng dùng kiến thức toán lý để lý giải, xác minh sự thật và tìm ra nguyên nhân trong những sự kiện lớn của xã hội Việt Nam như vụ đất đồng tâm, vụ một Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam tự tử và ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội. Một lĩnh vực khác là lịch sử Việt Nam qua các thay đổi địa lý. Một trong những việc mà ông Lê Anh đang tìm hiểu là xem hai bà Trưng đã nhìn thấy Hồ Tây như thế nào. Nói cách khác là nguyên nhân tạo ra Hồ Tây. Theo mô tả của các giáo viên và bạn bè cùng học và làm việc trong ngành toán, ông Nguyễn Lê Anh được xem là một trong hai thần đồng toán học của Việt Nam một thời. Về tính cách, ông được tả là một người có cá tính mạnh, tự tin vào kiến thức của mình và thẳng thừng trong những hành xử liên quan đến con người đến nỗi mất lòng rất nhiều người ở một góc độ khác ông lê anh được những người đọc không quen biết ngoài đời yêu quý và đặc biệt là đánh giá cao việc ông sử dụng kiến thức của mình để giải thích và dự báo những sự kiện rất thực tế và có giá trị với cộng đồng ông lê anh chia sẻ toàn bộ bài viết của mình trên trang cá nhân để ở chế độ mà ai cũng có thể xem được